Jenny xin kính chào quý vị. Cảm ơn quý vị vẫn đang theo dõi chương trình tin tức. Sau đây là phần điểm tin Việt Nam và cộng đồng. Jenny xin mở đầu cho phần điểm tin cộng đồng. Có tháng Cộng sản Việt Nam phải vay 40.000 tỷ để trả nợ. Tạp chí BizLearn vào ngày 30 tháng 5 năm 2019 loan tin là ông Ủy viên Thường trực Ủy ban Tài chính Cộng sản Việt Nam cho biết là sức ép trả nợ của nhà cầm quyền đang tăng. Có tháng phải vay để trả nợ gốc lên đến 20.000 cho đến 40.000 tỷ đồng mỗi tháng. Áp lực trả nợ này dẫn đến tiềm ẩn rủi ro thanh khoản, khó khăn cho việc vay để trả nợ. Theo ông này, giai đoạn năm 2019 cho đến 2021, nhu cầu vay để trả nợ đến hạn của chính phủ là 700.000 tỷ đồng. Ông đại biểu Cộng sản Việt Nam tỉnh Thái Nguyên cho hay, kết quả thu ngân sách của chính phủ thiếu bền vững, nguồn thu từ sản xuất kinh doanh giảm, chi phí đầu tư phát triển chậm giải ngân. Còn ông đại biểu tỉnh Hà Nam nói thu ngân sách tăng nhưng chủ yếu là nguồn thu từ việc khai thác tài nguyên để bán và giá dầu tăng chứ không phải thu từ sản xuất kinh doanh. Vì vậy, theo ông này, những con số như là hoàn thành 12 trên 12 chỉ tiêu kinh tế, tốc độ tăng trưởng GDP cao nhất trong 10 năm, thu ngân sách dự toán đều là những con số không bền vững. Câu hỏi lớn nhất đặt ra là Cộng sản Việt Nam đã vay nợ của ai và bằng cách nào để trả nợ, thưa quý vị? Việt Nam trưng bày tàu cá bị Trung Quốc đâm chìm ở Hoàng Sa. Chính quyền thành phố Đà Nẵng vừa đưa tàu cá một ngư dân bị tàu sắt Trung Quốc tông chìm năm 2014 đến nhà trưng bày Hoàng Sa để người dân ghi nhớ về một vụ tấn công của chính quyền phương Bắc, theo tờ Asia Times. Theo trang VN Express hôm 29 tháng 5, loan tin tàu cá DNA 90152TS do ngư dân Quỳnh Thị Như Hoa hiến tặng đã được thành phố Đà Nẵng đưa từ Âu Thuyền Thọ Quang về đặt tại khuôn viên nhà trưng bày Hoàng Sa hướng mũi ra Biển Đông. VN Express trích lời ông Đặng Công Ngữ, nguyên chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện đảo Hoàng Sa nói, bây giờ con tàu đã là hiện vật ở Bảo tàng Hoàng Sa, nhắc tới thế hệ trẻ về quần đảo Hoàng Sa đang bị cưỡng chiếm trái phép. Truyền thông Việt Nam cho biết tàu cá của bà Hoa bị tàu vỏ sắt Trung Quốc tông chìm khi đang đánh bắt hợp pháp ở ngư trường Hoàng Sa vào ngày 26 tháng 5 2014, cách giàn khoan hải dương 981, Trung Quốc hạ đặt trái phép trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam 17 hải lý. Khi ấy, 10 ngư dân ở trên tàu bị hất văng xuống biển. Bên cạnh đó, Trung Quốc còn huy động hàng trăm tàu, trong đó có cả máy bay, tàu quân sự để đe dọa uy hiếp làm hư hỏng nặng các tàu kiểm ngư, cảnh sát biển và các tàu đánh cá của ngư dân Việt Nam, theo như đài truyền hình Đà Nẵng đưa tin, thưa quý vị. Đầu độc triệt hạ 3.500 cây thông Lâm Đồng để chiếm đất. Một rừng thông khoảng 20 năm tuổi bị các nghi can đầu độc và triệt hạ nhằm chiếm đất bằng cách khoan rồi bơm thuốc độc diệt cỏ vào thân cây. Theo báo Thanh Niên chiều 29 tháng 5, 2019, ông Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đã bắt được 3 nghi can liên quan đến vụ phá rừng quy mô lớn xảy ra tại tiểu khu 292 thuộc xã Tân Thanh, huyện Lâm Hà, với tổng diện tích rừng bị phá lên tới 10 hectare. Các nghi can bị bắt gồm Ngô Văn Diệp, 35 tuổi, xã Tân Thanh, huyện Lâm Hà, Nguyễn Văn Lợi, 23 tuổi, xã Đan Phượng, huyện Lâm Hà, và ông Dương Văn Hồng, 53 tuổi, thị trấn Nam Bang, huyện Lâm Hà. Ngoài ra còn có một nghi can đang bị tạm giữ để điều tra. Tin cho biết là Lợi và ông Hồng thừa nhận được Diệp thuê khoan lỗ rồi đổ xuống diệt cỏ để hủy hoại rừng thông này với tiền công là 500.000 cho đến 700.000 đồng một ngày, hoặc là 30 triệu đồng một hecta. Cơ quan hữu trách định giá thiệt hại gần 800 triệu đồng nên đã chuyển vụ án lên Công an tỉnh Lâm Đồng khởi tố. Cùng ngày 29 tháng 5, Hạt Kiểm Lâm, Lâm Hà cho biết đã bắt quả tang bà Hoàng Thị Cơ, 58 tuổi, ngụ thôn Ngọc Sơn, 3, xã Phú Sơn, huyện Lâm Hà, dùng thuốc diệt cỏ buộc vào rễ để đầu độc thông ba lá. Đúng thật là ăn của rừng, rưng rưng nước mắt, thưa quý vị. Giới bất đồng chính kiến tố cáo nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam hạn chế tự do đi lại. Khoảng 100 nhà hoạt động xã hội và bất đồng chính kiến đã cùng ký vào một đơn chung tố cáo nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam vi phạm nhân quyền và hạn chế quyền tự do đi lại của họ. Trong đơn kiến nghị gửi chính phủ Việt Nam và Liên Hợp Quốc cùng nhiều tổ chức nhân quyền quốc tế, các nhà hoạt động đã tố cáo và chức trách
ở nhiều địa phương, đặc biệt là Hà Nội, Sài Gòn, Đà Nẵng, Nghệ An đã không cho họ đi ra khỏi nhà trong những ngày đặc biệt như là tưởng niệm Hoàng Sa, Gạc Ma, cuộc chiến xâm lược của Trung Cộng ở biên giới phía Bắc, hay là khi lãnh đạo và quan chức ngoại giao của các chính phủ dân chủ sang thăm Việt Nam. Hình thức phổ biến là nhà cầm quyền địa phương sai công an trong quần áo dân sự, dân phòng, hay là người thuộc đoàn thể nhà nước đến canh gác gần nhà người hoạt động và không cho họ đi ra ngoài trong những dịp như thế. Ngoài ra, có hàng trăm người hoạt động bị cấm xuất cảnh một cách tùy tiện với lý do mơ hồ là an ninh quốc gia, nhằm không cho họ đi học tập hoặc đơn giản là đi du lịch ở nước ngoài. Trong khi những người ký tên của ông tiến sĩ Nguyễn Quang A là luật sư cựu tù nhân lương tâm Lê Công Định, nhà báo độc lập Chu Vĩnh Hải, blogger Phạm Thành, cô giáo Trần Thị Thảo, thưa quý vị. Việt Nam xuất sang Mỹ nhiều nhất, nhập của Trung Cộng lớn nhất. Báo cáo của cơ quan thống kê cho biết, trong 5 tháng đầu năm 2019, tổng kim ngạch xuất nhập cảng hàng hóa Việt Nam ước tính đạt khoảng 202,02 tỷ Mỹ Kim, trong đó xuất cảng đạt 100,4 tỷ Mỹ Kim, nhập cảng đạt 101,28 tỷ Mỹ Kim. Như vậy, trong 5 tháng qua, Việt Nam nhập siêu 548 triệu Mỹ Kim. Trong 5 tháng đầu năm 2019, Mỹ là thị trường xuất cảng hàng hóa lớn nhất của Việt Nam, với kim ngạch đạt 22,6 tỷ Mỹ Kim. Xuất cảng sang các nước tư bản, nhưng Việt Nam lại nhập cảng hàng hóa của Trung Cộng nhiều nhất. Lượng hàng hóa nhập cảng từ Trung Cộng của Việt Nam lại nhiều nhất trong 5 tháng qua, tăng 18,9% so với cùng kỳ của năm 2018. Các mặt hàng nhập cảng của Trung Cộng là điện tử, máy tính và linh kiện, vải liên quan đến thị trường Mỹ. Báo Tuổi Trẻ ngày 30 tháng 5 2019 loan tin, Bộ Tài chính Mỹ vừa ban hành báo cáo về chính sách kinh tế vĩ mô và ngoại hối đối với các thương mại lớn. Trong báo cáo, Mỹ đã đưa thêm danh sách các quốc gia cần giám sát, gồm 9 nước, trong đó có Việt Nam. Việt Nam bị giám sát vì hai tiêu chí, thặng dư thương mại song phương với Mỹ và thặng dư cán cân vãng lai, thưa quý vị. Công an đánh trọng thương bé gái bị tật khờ vì nghi trộm 2 đô la. Chỉ vì nghi bé gái 12 tuổi bị tật khờ, lấy trộm 50.000 đồng của bà hàng xóm, một công an thôn Trần Phú, xã Kỳ Xuân, huyện Kỳ Anh dùng dùi cui đánh bé thâm tím người, gãy răng, phải nhập viện điều trị. Mấy ngày qua, mạng xã hội Facebook đăng hình ảnh bé gái tên Nguyễn Thị Cẩm Giang bị một công an đánh tụ máu trong mắt, mông tím đen, gãy răng khiến công luận bất bình. Sáng 30 tháng 5, 2019, Chủ tịch xã Kỳ Xuân xác nhận với báo Tiền Phong người đánh cháu Giang là ông Nguyễn Sông Thao, công an viên thôn Trần Phú, xã Kỳ Xuân. Hiện xã đã yêu cầu ông Thao viết bản tường trình, đồng thời báo công an huyện Kỳ Anh xử lý. Ngoài ra, xã Kỳ Xuân cũng yêu cầu ông Thao phải có trách nhiệm chăm sóc cháu Chi trong quá trình cháu điều trị tại bệnh viện. Ông này nói, ông Thao tra hỏi nhiều lần nhưng cháu Giang không thừa nhận mình đã lấy trộm tiền của bà Huyền. Thế là ông Thao dùng dùi cui cao su đánh liên tiếp vào người, khiến bé gái bất tỉnh. Đến ngày 29 tháng 5, thấy cháu Giang gãy một chiếc răng trên người và mông bồng tím, sưng tấy nhiều nơi và tinh thần hoảng loạn, nên người thân đã đưa vào bệnh viện đa khoa thị xã Kỳ Anh điều trị, thưa quý vị. Tướng quân khu 2 tố Trung Cộng gây ô nhiễm sông suối Việt Nam. Rất nhiều chất thải độc hại từ sự phát triển công nghiệp khoáng sản ở thượng nguồn Trung Cộng đã chảy vào Việt Nam gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến sức khỏe người dân. Đó là phát biểu của Thiếu tướng Sung Thinh Cò, là Phó Tư lệnh Quân khu 2 tỉnh Hà Giang, đánh lúc cần phải giải pháp bảo vệ môi trường tuyển biên giới Việt Nam Trung Quốc. Báo Thanh Niên dẫn lời tướng Cò nói, theo tướng Cò, về địa thế tự nhiên phía Trung Cộng cao hơn Việt Nam, nên sông suối đều chảy từ Trung Cộng về Việt Nam. Điều này gây ra một số hệ lụy khi phía Trung Cộng đã đầu tư xây rất nhiều khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất và khai thác tài nguyên khoáng sản ở mức độ lớn. Bên cạnh đó, với tốc độ đô thị hóa cao, phía Trung Cộng cũng xuất hiện nhiều ở các trung tâm cư dân sát biên giới với Việt Nam. Từ đó, không ít chất thải, nước thải độc hại đã được xả xuống sông, suối biên giới và chảy thẳng vào Việt Nam, gây không ít ảnh hưởng đến môi trường, sức khỏe, sản xuất của người dân Việt Nam. Đề nghị chính phủ rà soát, sớm đàm phán với Trung Cộng để ký hiệp định trên, để bảo đảm biên giới là lá phổi xanh của đất nước, bảo vệ sức khỏe môi trường Việt Nam, tướng Cò nêu ý kiến, thưa quý vị. Jenny xin mở đầu cho phần điểm tin cộng đồng. Tin từ Westminster, tổ chức hội thảo về luật ADU cho phép xây thêm chỗ ở. Tin Westminster, California cho biết là từ 3 giờ chiều Chủ nhật 2 tháng 6 tại trụ sở Apogee, 15201 Beach Boulevard, Westminster, zip code là 92683, Thị trưởng Westminster Trí Tạ và Phó Thị trưởng Kimberly Hồ tổ chức một buổi hội thảo về luật mới cho xây thêm chỗ ở ADU trong thành phố Westminster. Mục đích cuộc hội thảo là để hai vị dân cử trình bày những thông tin hữu ích và giải pháp thắc mắc nếu có của cư dân.
Chúng tôi sẽ trình bày về luật ADU, cung cấp thông tin và đồng thời lắng nghe ý kiến đóng góp về luật mới này của thành phố. Hy vọng Đồng Hương sẽ thu thập được thêm nhiều kiến thức và tự tin khi cải tiến ngôi nhà của mình. Thị trưởng Trí Tạ nói, Phó Thị trưởng Kimberly Hồ góp ý, Đồng Hương đến dự không những có thêm kiến thức về luật lệ mà còn có thể đem lại nhiều lợi ích thực tế như có thể cho thuê đến 2 phòng mới, hầu có thêm lợi tức để trả cho tiền nợ nhà sẵn có. Đây cũng là dịp để cư dân tìm hiểu cách thức hợp lệ hóa những nhà xe gara nằm thành chỗ ở. Tóm lại đây là dịp hiếm để cho cải thiện thu nhập cố định cho gia đình từ những đầu tư có sẵn. Bà nói thêm thị trưởng gốc Việt cũng cho biết có thể qua cuộc hội thảo này nhiều ý kiến đóng góp thêm cho thành phố Westminster đơn giản hóa thêm nửa tiến trình xin giấy phép ADU. Phó thị trưởng Kimberly Hồ tán đồng và nhấn mạnh việc đơn giản hóa thủ tục không những có lợi cho người muốn xây thêm chỗ ở mà còn có thể áp dụng cả cho các nhà thầu rút ngắn thời gian tại công trường, tiết kiệm thời gian cho chủ nhà. Về phía người mướn nhà, nay có một nơi độc lập, riêng tư hơn, tiền thuê rẻ hơn, tóm lại ai cũng được hưởng lợi nếu cư dân tận dụng luật ADU này. Bà kêu gọi chủ nhà và người thuê nhà nên tham dự đông đảo cuộc hội thảo về ADU vào Chủ nhật tuần này. Mọi chi tiết xin gọi 714-898-3055, thưa quý vị. Vừa rồi là phần điểm tin thế giới Hoa Kỳ và Việt Nam. Jenny xin thân ái tạm biệt quý khán giả của Đài Truyền hình Việt Mỹ. Chúc quý vị có một buổi tuần an lành và hạnh phúc.